sẽ chặn lại trước mặt vậy rồi ai mà bắn được, đúng không? Em cũng biết vậy là ngoan hay là không ngoan tùy mọi người nghĩ thôi. Công việc ca hát đã mang lại những gì cho Bảo Anh? Em chả mua gì cho em hết. Có nhiều lúc mấy bạn trợ lý đi qua nói chủ sao em thấy chị không chịu đi mua đồ, mua sắm quần, không chịu mua quần mua áo cho mình hết. Nói chung là tất cả những cái tiền mà bọn anh kiếm được đó, thường thì sẽ vào những cái chi phí mà cần cho công việc. Nói chung là riêng bản thân thì không có mua cái gì cho bản thân nhiều hết. Hồi lúc trước thì rất là thích, còn hay mua đồ hiệu hoặc là những cái món gì mà mình thích. Nhưng mà đến thời gian gần đây thì lại mỗi lần mình mua cái gì cũng phải đắn đo suy nghĩ xem là, tại vì cái mình làm ra tiền nó cũng không phải là quá dễ dàng, và nhiều khi mình mua cái món đó thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ dùng cái khoản đó để cho một cái việc khác nó có ích hơn, ví dụ là tích lũy mua bảo hiểm cho mẹ hoặc là mua những cái gì đó cho em rồi ta, thì mình cứ bị nghĩ như vậy á. Hơi bảo vệ bản thân xíu. Xinh đẹp hát hay, nhiều người đặt câu hỏi là tại sao Bảo Anh lại không quên đại gia. Cuộc đời cũng không ai cho không ai cái gì, và với lại là Bảo Anh là cái người mà thích yêu theo cái cảm xúc của mình, chứ không có vì một cái gì đó mà phải yêu và phải đánh đổi để mà có một cái gì đó cho mình. Và Bảo Anh nghĩ là tại vì do Bảo Anh cũng đang may mắn có thể tự kiếm được tiền, thành ra nó và cái nhu cầu của mình nó chưa có phải là quá nhiều để mà mình phải làm cái điều đó. Tất nhiên là nếu như mà quen một người mà gia đình người ta khá giả mà mình cũng yêu thì đó là một cái điều rất là may mắn rồi. Nhưng còn nếu mà để mà mình phải cặp đại gia để mình có một cái gì đó tới giờ em cũng chưa nghĩ tới luôn á. Với cả là em cũng là một người khá là khó với mình, khó với bản thân mình. Với cả là chỉ thích yêu theo cái gì mình thích thôi, chứ còn mà phải để suy nghĩ hoặc tính toán một cái gì đó thì không, em chưa có nghĩ ra được. Bảo Anh có nghĩ mình là gái ngoan không? Ngoan với hư thì chắc là do mỗi người định nghĩa khác nhau thôi. Em nghĩ một người mà ngoan là một người biết lo lắng cho gia đình, có một cái công việc và mình biết tự làm chủ cuộc đời mình, như thế thì cũng là một người ngoan rồi. Nếu có người đàn ông muốn thay Bảo Anh lo cho gia đình bạn thì bạn nghĩ sao? Mừng quá. Cảm ơn. Nói vậy chứ nếu như mà người ta thương mình và mình cũng thương người ta và người ta cảm thấy đó là cái mà người ta